Người Mỹ tức điên khi biết thứ vũ khí cùi bắp của bộ đội Việt Nam vô hiệu hóa cả trung đoàn xe tăng Mỹ. Group Việt Nam xin chào các bạn. Các bạn thân mến, địa đạo Củ Chi đã đi vào lịch sử đấu tranh anh hùng của nhân dân Việt Nam như một huyền thoại của thế kỷ 20 và trở thành một địa danh nổi tiếng trên thế giới. Địa đạo Củ Chi cách thành phố Hồ Chí Minh 70 km về phía Tây Bắc. Đây là nơi thu nhỏ trận đồ biến hóa của quân và dân Củ Chi trong cuộc kháng chiến lâu dài, ác liệt suốt 30 năm chống kẻ thù xâm lược, giành độc lập tự do cho Tổ quốc. Là một công trình kiến trúc độc đáo, nằm sâu trong lòng đất, có nhiều tầng, nhiều ngõ ngách như mạng nhện, có nơi ăn ở, hội họp và chiến đấu, với tổng chiều dài hơn 200 km. Và địa đạo này được đào hoàn toàn bằng sức người, với các công cụ là cuốc, thuồng, không hề có một máy móc nào. Những sự tích có thật từ địa đạo đã vượt quá sức tưởng tượng của con người. Chỉ cần chui xuống một đoạn đường hầm, bạn sẽ hiểu vì sao nước Việt Nam bé nhỏ lại chiến thắng kẻ thù là một nước lớn và giàu có bậc nhất. Vì sao Củ Chi, mảnh đất nghèo khó lại đương đầu dòng dã suốt 21 năm với một đạo quân đông hơn gấp bội, thiện chiến, được trang bị vũ khí, phương tiện chiến tranh hiện đại tối tân. Trong cuộc đọ sức này, nhân dân Củ Chi đã chiến thắng oanh liệt dựa vào hệ thống đường hầm, công sự, chiến hào. Chiến sĩ và đồng bào Củ Chi đã chiến đấu vô cùng anh dũng, lập nên những chiến công thần kỳ. Quân xâm lược Mỹ lần đầu vào đất Củ Chi gặp phải sức kháng cự quyết liệt từ các địa đạo trong vùng căn cứ hiểm yếu, đã phải thốt lên, làng ngầm, mật khu nguy hiểm, Việt Cộng không thấy đâu mà đâu đâu cũng có. Trung tá thủy quân lục chiến Mỹ James Jumwatt, người từng tham chiến tại Việt Nam, viết trong cuốn Chân Trần Trí Thép: "Có lẽ sai lầm lớn nhất của chúng ta tại Việt Nam là đã không nhận ra rằng chúng ta đang chiến đấu với thế hệ vĩ đại nhất của đất nước này, một thế hệ với quyết tâm thống nhất và duy trì sự tồn tại của dân tộc, sẵn sàng đứng lên đánh đuổi hết quân ngoại xâm này đến quân ngoại xâm khác." Chính người Mỹ không bao giờ nghĩ rằng chỉ với một đội quân chân trần, nhân dân Việt Nam đã làm nên câu chuyện thần kỳ tưởng chừng như không thể làm được giữa thế kỷ 20. Bằng sức mạnh của cả dân tộc Việt Nam mà hạt nhân là chủ nghĩa yêu nước, là ý chí độc lập, tự chủ, lòng yêu chuộng hòa bình chảy từ Nam Quốc Sơn Hà đến tuyên ngôn độc lập, chúng ta đã giành lại được hòa bình cho đất nước. Tuy nhiên, để có được nền hòa bình, độc lập, thống nhất ngày hôm nay, dân tộc ta đã phải trải qua biết bao gian khổ, hy sinh trên mỗi con đường, mỗi thửa ruộng đi qua in dấu chân biết bao người anh hùng. Vào những năm 1964-1965, Mỹ chuẩn bị đổ bộ vào Việt Nam theo chiến lược chiến tranh cục bộ. Ngày 6 tháng 1 năm 1966, quân Mỹ đánh vào xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi. Trước khi đổ bộ, chúng cho xe tăng càn quét, bắn súng, nã pháo liên hồi nhằm dọn đường tiến công. Mỗi đợt đi càn, chúng huy động hàng chục xe tăng phá nát bất cứ vật gì cản đường. Lúc bấy giờ, phong trào du kích mới nổi lên nên thiếu súng đạn, vũ khí cũng còn thô sơ. Trong thời điểm đó, chúng ta rất cần những người có thể chế tạo ra vũ khí cho quân du kích. Và cũng từ hoàn cảnh ấy mà mảnh đất Củ Chi đã sinh ra thêm một người anh hùng có khả năng chế tạo bom mìn diệt cả xe tăng Mỹ. Đó là anh hùng lực lượng vũ trang Tô Văn Đực, biểu tượng chiến thắng của người dân Củ Chi, đất thép thành đồng. Ông sinh năm 1942, là con út trong một gia đình 10 người con tại ấp Xóm Bưng, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây được xem là vùng lõi trong phong trào đánh Mỹ. Giữa sự khốc liệt của chiến tranh, ông được bỏ đồng ruộng, gác cuốc xung phong tham gia vào lực lượng du kích địa phương, bám đất, bám làng. Ông có chút tay nghề hồi còn học thợ máy ô tô, nên được cấp trên điều động về xưởng sản xuất vũ khí. Nói xưởng thì chúng ta thường nghĩ nó sẽ rất lớn, nhưng thật ra quy mô của xưởng khi đó chỉ là cái lò rèn nhỏ thôi. Lúc đầu ông được làm súng thô sơ như súng ngựa trời mọc, chỉ có tác dụng bắn tầm ngắn 40 đến 50 thước. Tuy nhiên, du kích bắn thì phải ở tầm xa, do đó ông được nghiên cứu thêm loại súng trường bắn tầm xa. Lúc bấy giờ bên mình không sản xuất được đạn, nên ông đã tận dụng thu gom của giặc loại đạn nào thì sản xuất súng bắn được loại đạn đó. Cứ một tháng, ông được sản xuất được một khẩu súng trường. Khi đó nhờ có loại súng này, phong trào du kích đánh chống càn tốt hơn, người dân càng hăng hái tham gia phong trào dũng sĩ diệt Mỹ. Theo đó, ông Đực và anh em đều phải tự lo mọi thứ tại xưởng sản xuất vũ khí. Cơm gạo thì được các gia đình quanh khu vực hỗ trợ. Vũ khí sắt thép thì tự tìm, không tìm được thì tự đi mua. Không có tiền để mua nguyên liệu, ông Đực đã nghiên cứu làm ra một cây súng ngắn để hỗ trợ cán bộ đi công tác. Cây súng ngắn này,
Ông làm giống như cây súng hiện đại của Mỹ sản xuất và bắn tự động. Ông chế tạo ra và bán cho cán bộ công tác ở vùng ven. Mỗi một khẩu như vậy bán được 2.500 đồng đến 2.600 đồng. Tiền bán được thì ông dùng để mua nguyên vật liệu sản xuất các loại súng khác. Đầu năm 1966, Mỹ bắt đầu đưa xe tăng vào Củ Chi. Sau trận đánh chìm tàu chiến của địch trên sông Sài Gòn bằng quả bom phá loại 50kg thu được của địch đã được cải tiến, ông được bắt tay chế tạo mìn để chơi với tăng địch. Để thử nghiệm, ông được mượn của một cán bộ quân giới miền hai trái mìn cắn do Liên Xô sản xuất, cài ở đường xe tăng đi qua. Đúng như dự đoán, tăng địch cắn trúng mìn, bị đứt xích. Trận đầu như vậy coi như là thành công. Sau đó, ông được đi mót bom bi của địch về chế mìn chống tăng, rồi cải tiến thành mìn gạt, mìn cắn, dàn phóng lựu đạn, phóng bom bi đánh bộ binh địch. Số vũ khí này đã hỗ trợ nhiều cho các phong trào dũng sĩ diệt Mỹ, diệt được 3 lính Mỹ và dũng sĩ diệt tăng, diệt được 1 xe tăng. Trong đó phải kể đến anh hùng liệt sĩ Phạm Văn Cội đã dùng trái của lò út đực vào căn cứ Đồng Dù, giết hơn 100 lính Mỹ và được phong kiện tướng diệt Mỹ. Những sáng kiến cải tiến của ông Đực thời kỳ đó khiến quân dân phấn khởi. Gần 5.000 xe tăng Mỹ bị phá hủy trong những năm tháng chiến tranh ác liệt nhất ở Củ Chi, hầu hết đều từ vũ khí, mìn gạt do ông chế tạo. Ngoài việc chế tạo vũ khí cho du kích dài, ông Đực còn chừa lại cho mình một ít đồ chơi. Không dè nhờ mấy thứ đó mà ông tự mình tiêu diệt được 53 lính Mỹ và 13 xe tăng. Xe tăng đi cản của Mỹ bị phá hủy, chúng quay sang kế hoạch hủy diệt khác. Năm 1966, trên ốc Bầu Chăn, cách ấp xóm Bưng chừng vài trăm mét, Mỹ thả bom hạng nặng và có sức công phá mạnh, chuẩn bị cho một trận đổ quân quy mô lớn. Quân Mỹ thả bom thấp, mở chốt an toàn không kịp nên bom lép rất nhiều, toàn những trái khổng lồ có trọng lượng vài tạ. Trong đó có 6 trái bom nằm ngổn ngang, ngay nơi dân ở. Lượng bom đạn đế quốc Mỹ đã quăng xuống mảnh đất Củ Chi những năm này không biết bao nhiêu mà kể. Ẩn họa từ những quả bom chưa phát nổ luôn khiến người dân Củ Chi thời đó sống thấp thỏm, bất an. Bà con thấy vậy, sợ đó là bom nổ chậm nên kéo nhau bỏ nhà đi lánh nạn. Cả một vùng đồng hoang nhà trống không bóng người. Thấy tình hình không ổn, lãnh đạo xã gọi ông Đực lên giao nhiệm vụ, gỡ 6 trái bom để dân quay về. Ông Đực trầm ngâm kể: "Nhận nhiệm vụ, hôm sau tôi và mấy anh em xách cuốc, xẻng, dao rửa lên đường đào bom. Tổ đào bom, ngoài anh em do tôi chỉ huy, còn có các chị dân quân du kích nhiệt tình hỗ trợ ở trên kéo đất. Trái bom có trọng lượng 250kg, một khi nổ có thể tiêu hủy cả một vùng rộng lớn." Không qua trường lớp đào tạo, không có chút kinh nghiệm phá bom Mỹ, nhưng vẫn phải liều, phải hy sinh để đổi lấy cục diện cuộc chiến. Nghĩ là làm. Ông được bảo toàn thể mọi người tránh ra thật xa, giữ khoảng cách an toàn tuyệt đối. Một mình ông tự xuống dưới tìm cách gỡ bom. Ông tâm sự: "Tôi nghĩ lực lượng ở bên ngoài chiến đấu với viên đạn nhỏ thôi cũng chết. Tôi ở dưới này với trái bom này nổ cũng chết. Một mình tôi là đủ rồi. Không cần thiết phải mất thêm sinh lực của cuộc chiến này. Nếu tôi hy sinh, đồng đội tôi sẽ thay tôi tiêu diệt Mỹ. Nếu tôi tháo gỡ thành công, mọi thứ đều an toàn thì bà con mình có thể yên tâm về nhà làm ăn." Có một nhà báo người Úc tên Bouchet hỏi tôi: "Biết trước đó là nguy hiểm mà anh không sợ chết à?" Khi đó tôi trả lời ông ấy rằng: "Không đánh cũng chết mà đánh cũng chết, quyết đánh đến cùng giữ quê hương. Người lính ra chiến trường thì một viên đạn nhỏ xíu chúng anh cũng chết, mà quả bom lớn bao nhiêu nổ anh cũng chết. Giá trị của cái chết là như nhau. Nên tôi cứ suy nghĩ vậy và làm thôi." Chiến đấu ác liệt, có lần ông được tưởng chừng như đã bỏ mạng trong lúc gỡ lựu đạn, nhưng ông chưa bao giờ từ bỏ nhiệm vụ của mình. Tinh thần quả cảm, kiên cường, khả năng sáng tạo và bàn tay khéo léo của ông Đực đã đóng góp không nhỏ cho chiến thắng của quân và dân Củ Chi nói riêng và nhân dân Việt Nam nói chung. Vậy là hôm nay, chúng ta lại được biết thêm câu chuyện về một người anh hùng nữa của dân tộc ta. Các bạn có muốn nghe tôi kể thêm về những anh hùng dân tộc khác trong thời kỳ kháng chiến của quân và dân ta không? Nếu có thì hãy bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi nhé! Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại!